Kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn theo dõi chương trình thời sự tối nay, thứ ba ngày 19 tháng 7 của Đài Phát thanh và Truyền hình Hưng Yên. Và bây giờ là những nội dung đáng chú ý sẽ có trong chương trình. Liên đoàn Lao động tỉnh triển khai phong trào công nhân viên chức lao động và hoạt động công đoàn 6 tháng cuối năm 2022. Kè Phú Hùng Cường, huyện Kim Động và kè Nghi Xuyên, huyện Khói Châu bị sạt lở nghiêm trọng. Các ngành chức năng tích cực hỗ trợ nông dân bán hàng trên sàn thương mại điện tử. Nắng nóng gay gắt khiến sản lượng tiêu thụ điện tăng cao. Thành phố Hưng Yên họp bàn tổ chức cưỡng chế đối với hành vi vi phạm hành chính, tự ý tập kết vật liệu xây dựng trên phần diện tích đất do nhà nước đã thu hồi của hộ gia đình ông Vũ Trường Sâm tại phường An Tảo. Hưng Yên kiên quyết xử lý xe cơi nới thành thùng chở quá tải trọng. Thưa quý vị và các bạn, sáng nay Liên đoàn Lao động tỉnh tổ chức hội nghị sơ kết phong trào công nhân viên chức lao động và hoạt động công đoàn 6 tháng đầu năm, triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2022. Dự hội nghị có đồng chí Quách Thị Hương, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng ban Dân vận Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh. 6 tháng đầu năm 2022, các cấp công đoàn trong tỉnh đã phát triển được trên 7.000 đoàn viên, nâng tổng số đoàn viên công đoàn trên địa bàn tỉnh là gần 160.000 người, thành lập 31 công đoàn cơ sở tại doanh nghiệp, phối hợp tổ chức thăm, tặng quà cho gần 1.900 công nhân lao động tiêu biểu, đoàn viên có hoàn cảnh khó khăn. Toàn tỉnh đã có gần 3.600 đề tài, sáng kiến được các cấp, ngành công nhận, giá trị làm lợi khoảng 15 tỷ đồng cho đơn vị, doanh nghiệp và xã hội. Phát biểu tại hội nghị, đồng chí Quách Thị Hương biểu dương kết quả mà các cấp công đoàn đã đạt được trong thời gian qua, đồng thời yêu cầu 6 tháng cuối năm 2022, tổ chức công đoàn cần tiếp tục triển khai các hoạt động chăm lo cho người lao động, nâng cao hiệu quả thực hiện các nhiệm vụ đại diện, bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng cho người lao động, quan tâm tuyên truyền, vận động thành lập các tổ chức đảng trong doanh nghiệp, đẩy mạnh công tác phát triển đoàn viên, thành lập công đoàn cơ sở tại doanh nghiệp. Sáng ngày 18 tháng 7, đoàn công tác của Quân khu 3 do đồng chí Thiếu tướng Nguyễn Đức Dũng, Phó Tư lệnh Tham mưu trưởng Quân khu 3 làm trưởng đoàn đã về kiểm tra công tác chuẩn bị diễn tập khu vực phòng thủ tỉnh Hưng Yên. Tiếp và làm việc với đoàn có đồng chí Đại tá Nguyễn Chí Công, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Chỉ huy trưởng Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh. Đoàn công tác đã đi kiểm tra thực tế tại nơi dự kiến bố trí sở chỉ huy khu căn cứ chiến đấu, các khu vực thực binh và nghe báo cáo dự kiến các phương án bố trí lực lượng, phương tiện tham gia thực binh. Kết luận kiểm tra, đồng chí Phó Tư lệnh Tham mưu trưởng Quân khu Nguyễn Đức Dũng đề nghị Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh tích cực làm tốt công tác tham mưu cho Tỉnh ủy, Ủy ban Nhân dân tỉnh, Ban chỉ đạo diễn tập tỉnh, lãnh đạo chỉ đạo trong quá trình chuẩn bị và tổ chức diễn tập, lựa chọn các khu vực bố trí sở chỉ huy, khu sơ tán và các khu vực thực binh đảm bảo sát thực tế, thiết thực, hiệu quả. Quá trình bố trí mục tiêu, khối chắn, bãi nổ, các trận địa cần thể hiện sinh động cách đánh, đảm bảo an toàn tuyệt đối về người và vũ khí trang bị. Cán bộ chiến sĩ Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh chủ động khắc phục khó khăn, tích cực làm tốt mọi công tác chuẩn bị để cuộc diễn tập diễn ra đúng thời gian, bảo đảm mục đích, yêu cầu đề ra. Nhân dịp này, đoàn công tác của Quân khu 3 đã tới dâng hương tưởng niệm đồng chí Cố Tổng Bí thư Nguyễn Văn Linh và đồng chí Trung tướng Anh hùng lực lượng vũ trang Liệt sĩ Nguyễn Bình tại nhà tưởng niệm ở xã Sai Phạm, huyện Yên Mỹ. Ngày 18 tháng 7, thị xã Mỹ Hào tổ chức gặp mặt các gia đình chính sách tiêu biểu kỷ niệm 75 năm Ngày Thương binh Liệt sĩ. Sự buổi gặp mặt có đồng chí Trần Thị Thanh Thủy, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Bí thư Thị ủy Mỹ Hào. Toàn thị xã có trên 1.300 liệt sĩ, gần 700 thương bệnh binh và 26 người tham gia kháng chiến bị địch bắt tù đày, một cán bộ tiền khởi nghĩa, 112 bà mẹ Việt Nam anh hùng, 6 anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân. Những năm qua, Đảng bộ, chính quyền và nhân dân thị xã luôn nêu cao tinh thần trách nhiệm, tình cảm, đạo lý đối với những người đã chịu nhiều mất mát, hy sinh vì độc lập tự do của Tổ quốc bằng những việc làm thiết thực. Đến nay, thị xã đã thực hiện trợ cấp hàng tháng cho trên 1.310 đối tượng người có công, trên 2.200 người có công được hưởng bảo hiểm y tế, hỗ trợ xây mới và sửa chữa trên 250 ngôi nhà cho người có công. Ngành y tế cần sốc lại tinh thần, khơi dậy các phong trào thi đua sôi nổi, mạnh mẽ hơn nữa sau những căng thẳng chống dịch COVID-19 cũng như một số biến cố thời gian qua. Đó là chỉ đạo của Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Nguyễn Duy Hưng tại hội nghị triển khai nhiệm vụ công tác y tế 6 tháng cuối năm do Sở Y tế tổ chức sáng nay. Về cơ bản, đồng chí Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh nhất trí về 4 nhóm ưu điểm, 4 nhóm hạn chế được chỉ ra trong công tác y tế 6 tháng đầu năm, cũng như 7 nhiệm vụ trọng tâm trong 6 tháng cuối năm. Đồng chí khẳng định,
việc kiểm soát hiệu quả dịch COVID-19 với vai trò hàng đầu của ngành y tế góp phần quan trọng để tỉnh Hưng Yên có những thành tựu vượt bậc trong phát triển kinh tế xã hội 6 tháng đầu năm. Các chỉ tiêu của ngành cũng cơ bản đạt 50% kế hoạch cả năm. Hưng Yên không để xảy ra các loại dịch bệnh khác, không có biến cố y khoa, không xảy ra ngộ độc thực phẩm tập thể. Đồng chí yêu cầu ngành y tế cần sốc lại tinh thần sau những căng thẳng biến cố thời gian qua, tăng cường nhận thức đúng về vai trò, trách nhiệm của người thầy thuốc, làm đúng phận sự, chức trách được giao. Cần có nhận thức chung, hệ thống lại quan điểm về tự chủ trong các cơ sở y tế để triển khai thống nhất, hiệu quả trong toàn ngành. Đồng chí đề nghị các cấp, các ngành cần tạo điều kiện hơn nữa cho hoạt động của ngành y tế để đội ngũ cán bộ y tế được quan tâm thỏa đáng, cũng như người dân được thụ hưởng các dịch vụ y tế tốt hơn. Thưa quý vị và các bạn, sáng nay, đồng chí Nguyễn Hùng Nam, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh đã đi kiểm tra và cho ý kiến chỉ đạo xử lý sự cố sạt lở kè Phú Hùng Cường ở thành phố Hưng Yên và kè Nghi Xuyên, huyện Khói Châu. Kè Phú Hùng Cường xuất hiện hai cung sạt rất nghiêm trọng và có xu hướng sạt lở mở rộng, gây mất an toàn cho tuyến kè và uy hiếp trực tiếp tuyến đê bối Phú Hùng Cường. Hai cung sạt dựng đứng thành lấn sâu vào mái kè với tổng chiều dài các cung sạt khoảng 20m, có xu hướng tiếp tục sạt lở mở rộng về hai bên. Nguyên nhân do tuyến kè trong những năm qua thường xuyên bị sạt lở cục bộ từng đoạn, chế độ dòng chảy phức tạp, dòng chủ lưu dịch chuyển áp sát về phía kè làm xói sâu lòng dẫn phía chân kè, kết hợp với các đợt xả lũ của hồ Sơn La và hồ Hòa Bình làm nước sông lên cao và rút xuống đột ngột. Tại kè Nghi Xuyên xuất hiện đá xô, lún cơ, chân kè và mái kè hình thành một cung sạt, chiều dài dây cung 30m, lún mái kè từ 0,2 đến 0,35m. Đỉnh cung sạt lấn lên mái kè chỗ rộng nhất là 2m. Kiểm tra tại thực địa, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Nguyễn Hùng Nam giao Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn, Chi cục Quản lý Đê điều và Phòng chống lụt bão khẩn trương tham mưu Ủy ban Nhân dân tỉnh có văn bản báo cáo Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn, Tổng cục Phòng chống thiên tai kiểm tra chỉ đạo, hỗ trợ về kinh phí và kỹ thuật để xử lý khẩn cấp sạt lở hai công trình. Đồng thời tiếp tục theo dõi chặt chẽ diễn biến của các cung sạt, nghiêm cấm tàu bè neo đậu tại khu vực này. Ủy ban Nhân dân tỉnh vừa có quyết định về việc sửa đổi bổ sung điều 22 của quyết định số 09 ngày 2 tháng 6 năm 2017 của Ủy ban Nhân dân tỉnh Hưng Yên, quy định về quản lý khoáng sản trên địa bàn tỉnh Hưng Yên. Theo đó, việc cấp phép khai thác đối với cát phải đảm bảo chặt chẽ, đúng trình tự, thủ tục theo quy định. Thời gian được phép hoạt động khai thác trong ngày là từ 7 giờ sáng đến 17 giờ chiều tất cả các tháng trong năm. Quyết định số 09 năm 2017 quy định là từ 6 giờ đến 18 giờ hàng ngày và không được khai thác cát trong các tháng 6, 7, 8, 9. Để đảm bảo an toàn tuyến đê kè trong mùa mưa bão, quyết định của Ủy ban Nhân dân tỉnh cũng quy định rõ các đơn vị vẫn không được khai thác khi mực nước sông Hồng, sông Luộc có báo động lũ cấp 1 trở lên. Chiều nay, Ủy ban Nhân dân thành phố Hưng Yên tổ chức họp bàn thống nhất các nội dung dự kiến triển khai cưỡng chế buộc thực hiện biện pháp khắc phục hậu quả đối với hành vi vi phạm hành chính, tự ý tập kết vật liệu xây dựng trên phần diện tích đất do nhà nước đã thu hồi của hộ gia đình ông Vũ Trường Sâm tại phường An Tảo, thành phố Hưng Yên. Tới dự có đồng chí Phạm Huy Bình, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Bí thư Thành ủy Hưng Yên. Đây là vụ việc đã kéo dài nhiều năm. Từ tháng 12 năm 2004, Ủy ban Nhân dân tỉnh Hưng Yên đã ban hành quyết định số 3053 về việc thu hồi đất tại phường An Tảo, giao cho Ban Giải phóng Mặt bằng các công trình giao thông tỉnh để nâng cấp, mở rộng quốc lộ 39A. Theo đó, diện tích thu hồi để thực hiện dự án có các thửa số 19, 21, 28, tờ bản đồ số 59, đo đạc năm 1997 của phường An Tảo, thuộc quyền sử dụng của hộ gia đình ông Vũ Trường Sâm. Sau khi có phương án bồi thường, hỗ trợ khi nhà nước thu hồi đất, hộ ông Sâm đã không nhất trí với quyết định thu hồi đất cũng như bồi thường, hỗ trợ và bố trí tái định cư. Ủy ban Nhân dân tỉnh ủy quyền cho Ủy ban Nhân dân thị xã Hưng Yên khi đó, nay là Ủy ban Nhân dân thành phố Hưng Yên, ban hành quyết định cưỡng chế thu hồi đất đối với hộ của ông Vũ Trường Sâm và việc cưỡng chế đã được thực hiện xong ngày 26 tháng 3 năm 2007. Tuy nhiên, tháng 12 năm 2019, gia đình ông Sâm tập kết gạch, lập rào chắn, băng rôn, khẩu hiệu tại thửa đất đã được nhà nước thu hồi nêu trên. Ngày 6 tháng 1 năm 2021, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân phường An Tảo đã ban hành các quyết định về việc cưỡng chế buộc thực hiện biện pháp khắc phục hậu quả do hành vi vi phạm hành chính của gia đình ông Sâm. Trong khi các quy định trên chưa được thi hành, thì gia đình ông Sâm tiếp tục có hành vi chiếm đất, tập kết vật liệu xây dựng công trình trái phép. Ngày 5 tháng 4 năm 2022, Ủy ban Nhân dân phường An Tảo tiến hành kiểm kê,
lập biên bản vi phạm hành chính đối với các ông bà Vũ Tiến Nam, Vũ Trường Sâm, Vũ Hồng Lệ. Ngày 15 tháng 4 năm 2022, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Hưng Yên ban hành quyết định xử phạt vi phạm hành chính. Các hộ trên không tự nguyện chấp hành quyết định xử phạt vi phạm hành chính. Ngày 9 tháng 6 năm 2022, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Hưng Yên ban hành quyết định cưỡng chế thi hành quyết định xử phạt vi phạm hành chính đối với 3 hộ trên. Theo quyết định, cá nhân buộc phải thu gọn chất phế thải, tháo dỡ tường rào các loại công trình xây dựng trái phép và khôi phục lại hiện trạng ban đầu đã bị thay đổi do vi phạm hành chính gây ra. Đến nay, người vi phạm vẫn cố tình không chấp hành. Do vậy, cần thiết phải tổ chức cưỡng chế buộc thi hành các biện pháp khắc phục hậu quả do hành vi vi phạm hành chính gây ra. Kết luận cuộc họp, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Hưng Yên thông báo thời gian dự kiến tổ chức cưỡng chế là ngày 8 tháng 8 năm 2022 và yêu cầu các cơ quan chức năng của thành phố Hưng Yên và Ủy ban Nhân dân phường An Tảo xây dựng phương án lập kế hoạch thực hiện cưỡng chế nhằm đảm bảo hiệu lực, hiệu quả của công tác quản lý cũng như tài sản của nhà nước, đồng thời đảm bảo tính nghiêm minh của pháp luật. Kính thưa quý vị, trong chương trình thời sự tối ngày 18 tháng 7, chúng tôi có phản ánh về những khó khăn của các hộ sản xuất kinh doanh khi tiếp cận với sàn thương mại điện tử. Để tháo gỡ vấn đề này, hiện các sở ngành chức năng của tỉnh và một số sàn thương mại điện tử đã có những giải pháp gì trong việc hỗ trợ bà con nông dân khi tham gia sàn thương mại điện tử, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế số, nông nghiệp, nông thôn trên địa bàn tỉnh Hưng Yên. Mời quý vị và các bạn theo dõi tiếp phản ánh sau. Để thực hiện mục tiêu kế hoạch số 99 ngày 27 tháng 5 năm 2022 của Ủy ban Nhân dân tỉnh là 100% sản phẩm OCOP được chứng nhận từ 3 sao trở lên được đưa lên sàn thương mại điện tử như postmark.vn và vosò.vn. 100% hộ sản xuất nông nghiệp tham gia đưa sản phẩm lên các sàn thương mại điện tử được đào tạo kỹ năng số, kỹ năng kinh doanh trên các sàn thương mại điện tử, thiết lập 10.000 tài khoản hoạt động trên sàn thương mại điện tử, thúc đẩy gia tăng số lượng giao dịch và giá trị giao dịch trên các sàn thương mại điện tử. Thời gian qua, các sở ngành, chức năng và các địa phương trong tỉnh đã tích cực đẩy mạnh hỗ trợ các hộ sản xuất kinh doanh tìm hiểu và tham gia sàn thương mại điện tử. Công Thương cũng đã phối hợp cùng Trung tâm Thương mại, Vụ Kinh tế số và Thương mại điện tử của Bộ Công Thương và một số các sàn thương mại điện tử tổ chức tập huấn và hướng dẫn trực tiếp cho đại diện gia đình hợp tác xã và nhà vườn livestream ngay trong thời kỳ bán hàng, cập nhật các thông tin để đưa lên sàn thương mại điện tử của Sở Công Thương và sử dụng khai thác cái hiệu quả nhất đối với một số các mạng xã hội. Bộ Nông dân tỉnh cũng đã phối hợp với Bưu điện tỉnh hướng dẫn tuyên truyền đến hội viên nông dân là thực hiện mua bán trên cái trang thương mại điện tử. Trước mắt là chúng tôi đã tuyên truyền đến các cái hợp tác xã và các cái hộ sản xuất kinh doanh giỏi các cái sản phẩm mà đã được đạt tiêu chuẩn OCOP và VietGAP để chúng tôi hướng dẫn đưa lên sàn thương mại điện tử. Thực tế hiện nay, nhiều sàn thương mại điện tử đã tích cực hỗ trợ người dân như đến tận nơi mô hình sản xuất để hướng dẫn việc thiết lập, gian hàng miễn phí và các cách thức quản lý vận hành các gian hàng số. Trong năm 2021 đã mở thêm 789 điểm biêu cục, thì cứ 3 km là lại có một điểm biêu cục. Có bà con nào cần hỗ trợ đến tận nhà thì đến tận nhà. Hướng dẫn đưa lên sàn thì bao gồm có tải app đăng ký này, tài khoản này, sau đó đưa sản phẩm lên sàn. Đối với nông sản tươi thì nó đặc thù một chút, thì chúng tôi sẽ phải đến trước mùa vụ khoảng độ 1-2 tháng. Chúng tôi nghiên cứu xem loại quả đó thu hoạch ra sao, vận chuyển như thế nào, đóng gói như thế nào. Sau đó kết hợp với cái mạng lưới vận chuyển của chúng tôi đã có kinh nghiệm lâu năm, 75 năm rồi, thì chúng tôi sẽ hoàn thiện lại cái quy trình đóng gói cũng như là vận chuyển. Do được hỗ trợ tham gia sàn thương mại điện tử vụ nhãn năm 2021, gia đình anh Huy tại xã Hồng Nam, thành phố Hưng Yên đã tiêu thụ được gần 3 tấn nhãn quả tươi và một số nông sản khác. Đặc biệt vụ nhãn năm nay cũng đã có 30% số lượng khách hàng cũ quay trở lại đặt mua. Kinh doanh tại sàn thương mại điện tử thì trực tiếp bán được hàng là một này, hai là không qua kênh trung gian được sự hỗ trợ của bên chuyển phát với gọi là cái mức chuyển phát hỗ trợ rất là ưu đãi. Hiện nay trên địa bàn tỉnh Hưng Yên đã có hơn 5.000 doanh nghiệp, hợp tác xã, hộ kinh doanh tham gia các sàn thương mại điện tử như Shopee, Sen Đỏ, Vỏ Sò hay Postmark tại tỉnh Hưng Yên. Sàn giao dịch thương mại điện tử của tỉnh được triển khai tại địa chỉ ecomhungyen.vn. Đến nay đã có 52 doanh nghiệp, tổ chức, cá nhân tham gia đăng ký với trên 100 sản phẩm được bày bán. Với sự quan tâm hỗ trợ đồng hành của tỉnh và các sàn thương mại điện tử đã giúp
giúp các hộ sản xuất dần tiếp cận với kênh bán hàng hiện đại này, qua đó mở thêm đầu ra bền vững và nâng cao giá trị cho các mặt hàng nông sản. Mặc dù giá vàng trong nước giảm mạnh, nhưng tại tỉnh Hưng Yên, thị trường vàng vẫn cơ bản ổn định. Nhu cầu đầu tư tích lũy vàng miếng của người dân không sôi động như tại các trung tâm thành phố lớn. Cụ thể, giá vàng miếng SJC giảm từ 66 đến 67,5 triệu đồng một lượng vào 9 giờ sáng ngày 18 tháng 7, xuống còn 61,8 đến 63,8 triệu đồng một lượng vào 16 giờ chiều cùng ngày, chênh lệch 5,5 triệu ở chiều mua và 4,1 triệu đồng một lượng ở chiều bán ra, thời điểm giảm mạnh nhất. Đến sáng 19 tháng 7, giá vàng tiếp tục được điều chỉnh ở mức 62 triệu đồng một lượng mua vào và khoảng 64 triệu đồng bán ra. Ở mức giảm này, người dân tích trữ đầu tư vàng miếng đang ồ ạt bán ra. Tuy nhiên tại Hưng Yên, thị trường vàng miếng SJC vàng 4 số 9 vẫn trầm. Người dân chủ yếu giao dịch vàng nhẫn, vàng 3 số 9 vừa tích lũy và vừa để trang sức nên thị trường vẫn ổn định, không có nhiều biến động. Khảo sát tại các cửa hàng vàng bạc đá quý lớn trên địa bàn tỉnh, giá vàng 3 số 9 vẫn được giao dịch ở mức trên 5,1 triệu đồng một chỉ mua vào và 5,2 triệu đồng một chỉ bán ra. Do nắng nóng, ngày 18 tháng 7, mức sử dụng điện tại miền Bắc đã đạt ngưỡng đỉnh trong năm nay, tăng 1.900 MW so với mức đỉnh về tiêu thụ điện năm 2021. Để đảm bảo an toàn điện mùa nắng nóng, tránh quá tải lưới điện, ngành điện khuyến cáo khách hàng sử dụng điện cần có biện pháp sử dụng điện khoa học. Hiện 5 nhà máy nhiệt điện phía Bắc là Cẩm Phả, Thăng Long, Quảng Ninh, Ninh Bình, Mông Dương 2 đều có sự cố cục bộ gây mất nguồn với tổng công suất 1.555 MW. Tại Hưng Yên, trong ngày 18 tháng 7, sản lượng điện đã đạt gần 18 triệu kWh, tăng so với trung bình ngày thường của tháng 6 là trên 1 triệu kWh. Dự kiến trong các ngày tiếp theo, đợt nắng nóng vẫn chưa kết thúc, người dân cần chú ý sử dụng các thiết bị điện tiết kiệm, tắt các thiết bị không cần thiết nhằm tiết giảm điện trong giờ cao điểm, sử dụng điều hòa nhiệt độ ở mức 25 độ C đến 28 độ C chống sốc nhiệt, đảm bảo sức khỏe. Các doanh nghiệp thực hiện sử dụng điện triệt để theo hợp đồng, đăng ký sử dụng điện từ thấp điểm, cao điểm theo sự điều tiết của Trung tâm Điều độ, Công ty Điện lực Hưng Yên. Để tập trung xử lý dứt điểm tình trạng xe vi phạm cơi nới thành thùng chở hàng quá tải trọng, thời gian qua Phòng Cảnh sát Giao thông Công an tỉnh đã đồng loạt triển khai thực hiện kế hoạch tuần tra kiểm soát xử lý vi phạm theo chuyên đề chở hàng vượt quá tải trọng, quá khổ giới hạn, tự ý cải tạo phương tiện trên đường bộ. Sau một tháng thực hiện chuyên đề về hoạt động xe cơi nới thành thùng chở hàng quá tải trọng trên các tuyến đường tại khu vực huyện Khoái Châu, huyện Yên Mỹ, Tiên Lữ, hàng loạt xe các doanh nghiệp vi phạm đã được lực lượng chức năng tuyên truyền xử lý. Là doanh nghiệp có 9 xe tải chuyên chở vật liệu xây dựng, sau khi nhận thức được thực trạng của việc xe chở hàng hóa quá tải trọng gây mất an toàn giao thông, doanh nghiệp cũng đã được lực lượng chức năng tuyên truyền và ký cam kết đơn vị đã cho hạ tải tất cả các xe theo đúng quy định của nhà sản xuất. Doanh nghiệp chúng tôi là có 9 con, mua về là nó cũng người ta cũng cơi lưới rồi, nhưng mà thực hiện theo chỉ đạo của tỉnh, của cảnh sát giao thông, chúng tôi đã cắt thùng nguyên bản. Bờ bến chúng tôi cũng đưa ra chỉ trương là những xe vào mua bán hàng là phải chở đủ tải, thừa tải bọn tôi không bán, không múc. Được sự tuyên truyền, tôi bê xe đến đây cắt đi để đảm bảo an toàn vận hành với cả của theo đúng cái quy định của pháp luật. Trong đợt cao điểm thực hiện xử lý xe quá tải trọng, vi phạm nồng độ cồn, chạy quá tốc độ từ 20 tháng 6 đến nay, lực lượng cảnh sát giao thông công an tỉnh đã xử phạt 661 trường hợp vi phạm với số tiền 2,3 tỷ đồng. Trong đó có 156 trường hợp nồng độ cồn, xử phạt 1,2 tỷ đồng. 64 xe quá tải trọng, xử phạt 320 triệu đồng. Đã tuyên truyền vận động cưỡng chế việc tháo, cắt thùng xe cơi nới gần 400 trường hợp. Tiếp tục là bố trí lực lượng đảm bảo trên các cái tuyến 24/24 để kịp thời phát hiện và xử lý các cái vi phạm. Thế và chúng tôi cũng mở cái hồ sơ để quản lý theo dõi với các phương tiện vi phạm. Nếu mà có tái phạm thì sẽ áp dụng những cái tình tiết tăng nặng. Thế và thậm chí là sẽ phối hợp với ngành giao thông để kiến nghị thu hồi hoặc không cấp phép phù hiệu vận tải đối với các phương tiện vi phạm nhiều lần. Với tinh thần kiên quyết xử lý, không có vùng cấm đối với các xe vi phạm quá khổ, quá tải trọng hoạt động trên địa bàn tỉnh, việc kiên quyết cắt bỏ thùng thành ben cơi nới trên các phương tiện xe tải được xem là giải pháp căn cơ để xử lý dứt điểm vấn nạn xe quá khổ, quá tải,
gây nhức nhối trong thời gian qua. Qua đó thể hiện rõ tinh thần không có vùng cấm trong kiểm tra, xử lý, cũng như kiên quyết không để xảy ra tình trạng bảo kê, chống lưng, xe quá tải, góp phần thiết lập lại trật tự an toàn giao thông. Quý vị và các bạn thân mến, tới đây chúng tôi xin được kết thúc chương trình thời sự của Đài Phát Thanh và Truyền hình Hưng Yên. Quý vị và các bạn có thể xem lại chương trình trên các nền tảng số của Đài Phát Thanh và Truyền hình Hưng Yên như ứng dụng di động Hưng Yên TV Go, trên website tại địa chỉ hungyentv.vn, trang fanpage tin tức Hưng Yên 24/7 HITV, kênh YouTube Truyền hình Hưng Yên HITV.